Nhưng mà chắc chắn như vậy là để đi cho hết tất cả cái khu vực của đơn vị chúng ta đóng quân ở đó thì chắc chắn cũng là nhiều người đi. Nhưng cô lại để như vậy tìm hiểu cho nó rõ để mà có như vậy cái chia sẻ thì chắc chắn những lời thông tin là cũng chưa đầy đủ. Cho nên bản thân tôi thì cùng thường thường thì cùng được đi, nhưng mà gần đây thì 2016 được đi. Thì về khẳng định đang là bây giờ nếu như chúng ta vào mà tìm một góc tránh xa thì bây giờ hơi khó. Lần như vậy chỉ huy tiên phương và bảo tôi có anh 100.000 người như vậy là bảo như trưởng bộ tư lệnh chỉ huy tiên phương tức là gì, là bảo như này phản hóa khái phản trong những cái đó thì hiện nay không còn cái chỗ nào trong hết, kể cả như vậy bảo như dưới tầng vùng mùa hẻm tức là dưới như vậy vùng xấu bây giờ có dân ở mới sẽ trồng cây để và giao từng hộ gia đình này thôi. Bây giờ chúng ta vào tìm một cái mảnh đất để mà làm nhà hoặc là thì không có đất của người ta. Và nhà thì từ đến khu vực như vậy từ đâu cũng thỏa tới đây thỏa hơi được cái người này lên bán đấy. Thì bây giờ trẻ con người mất thì hiện nay tính để nó khả thì hầu như nghèo bởi vì chúng ta không vượt qua cái tối đắp chúng ta lớn quá lớn vật. Vậy thì những người ở lại là gì? Rồi những người ở lại thì cái thứ nhất là điều kiện sức khỏe đúng không, cái thứ hai cái trí tuệ rồi, bởi vì những người nó có cái tâm nhìn đi nó đúng không, làm cái điều kiện gia đình như vậy đấy, điều gia đình vàng nữa. Thì bây giờ như vậy kinh tế đóng nó khá nhất thì chúng ta cũng là có một lần gặp gỡ hôm nay được sự quan tâm của ban liên lạc, đồng thời được sự giúp đỡ của đảng ủy ủy ban nhân dân xã Trung Thành cho phép hội đồng hương được gặp gần nhau. Thì tôi cũng thay mặt xin đầu năm thì kính chúc cán bộ và toàn thể anh em hội đồng hương sáng năm mới nói chung là trẻ mãi không già. Và thì bây giờ tiếp tục với sẽ bài thì cái này hạ bài lên hạ bài trước sớm ơi